mâu thuẫn và chia rẽ trong phong trào chống cộng hải ngoại, những xung đột và vấn đề đoàn kết. Một góc khuất lịch sử chống cộng cần được hé lộ, lật tẩy chiêu trò và bản chất của các tổ chức. Thời gian trôi qua, đất nước Việt Nam từ khói lửa chiến tranh đã hồi sinh và bước vào một kỷ nguyên mới, nơi những giấc mơ hòa bình được nuôi dưỡng. Nhưng ngoài biên giới đất nước, hàng triệu người Việt Nam hải ngoại, từng rời xa quê hương sau năm 1975, vẫn mang trong mình những ký ức, nỗi đau và đôi khi là sự thù hận. Phong trào chống cộng hải ngoại từng là một biểu tượng của ý chí, niềm tin và khát vọng thay đổi. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của thực tại, nó đã phơi bày những mâu thuẫn, chia rẽ và sự suy thoái không thể phủ nhận. Điều gì đã xảy ra với phong trào từng được xem là mạnh mẽ ấy? Tại sao những người cùng chống cộng kia lại không thể đoàn kết, mà thay vào đó lại chìm đắm trong những xung đột nội bộ? Video hôm nay trên kênh Sử Việt Aret sẽ đưa các bạn đi sâu phân tích làm rõ những xung đột này. Mời các bạn cùng theo dõi qua bài viết của Minh Tiến. Mâu thuẫn và chia rẽ trong phong trào chống cộng, một sự thật tất yếu sẽ xảy ra. Thứ nhất, nguồn gốc phong trào chống cộng hải ngoại, từ đau thương thù hận đến tham vọng chính trị. Sau sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975, hàng triệu người Việt rời bỏ quê hương, tìm kiếm một cuộc sống mới tại các quốc gia phương Tây như Mỹ, Canada, Pháp và Úc. Họ mang theo nỗi đau mất mát, niềm tiếc nuối về một quá khứ không thể quay lại và cả khát vọng hão huyền về một ngày phục quốc, giải phóng quê hương khỏi sự thống trị của Cộng sản. Từ đó, phong trào chống cộng hải ngoại ra đời, với những mục tiêu lớn lao như khôi phục chính thể ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa và đấu tranh cho một Việt Nam tự do, theo cách nhìn của họ. Ban đầu, phong trào nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, không chỉ từ cộng đồng người Việt mà còn từ một số chính phủ phương Tây. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, những mục tiêu chung ấy bắt đầu nhường chỗ cho sự chia rẽ, khi các cá nhân và tổ chức mưu cầu lợi ích riêng. Thứ hai, những mâu thuẫn nội tại trong phong trào. Phong trào chống cộng hải ngoại không có sự thống nhất về tư tưởng và phương thức hoạt động. Vì chỉ là những tổ chức lập ra vội vàng nên không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt đường lối, không có tính bền vững lâu dài, thường chỉ mang tính trục lợi trước mắt, nên các tổ chức này nhanh chóng đi đến mâu thuẫn nội bộ, bài xích chia rẽ nhau và ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Có thể kể ra đây một số mâu thuẫn xung đột như sau. Một là xung đột tư tưởng giữa đường lối cứng rắn và mềm dẻo. Phái cứng rắn tin rằng chỉ có con đường bạo lực và lật đổ mới có thể đạt được mục tiêu. Những người thuộc nhóm này thường bài xích mọi nỗ lực hòa giải với chính quyền Việt Nam, coi đó là sự phản bội. Tiêu biểu cho điều này là sự kiện Nguyễn Cao Kỳ trở về Việt Nam năm 2004, liền sau đó ông bị phe này tẩy chay và cho là Nguyễn Cao Kỳ đã phản bội họ. Phái mềm dẻo, một bộ phận khác cho rằng hòa bình và đối thoại là con đường duy nhất để đạt được sự thay đổi. Tuy nhiên, họ thường bị cô lập, bị coi là thân cộng hoặc thỏa hiệp với Cộng sản. Mâu thuẫn này đã dẫn đến nhiều cuộc đấu đá nội bộ, khiến phong trào ngày càng rệu rã. Hai là sự tranh giành quyền lực trong cộng đồng. Bên cạnh xung đột tư tưởng, sự tranh giành quyền lực và vị thế trong cộng đồng cũng là một nguyên nhân chính dẫn đến sự chia rẽ. Nhiều tổ chức, cá nhân tự xưng là đại diện duy nhất cho cộng đồng người Việt hải ngoại, từ đó cạnh tranh khốc liệt để nhận được sự ủng hộ và chủ yếu là nhận tài trợ. Một số nhân vật thậm chí còn dùng phong trào như một công cụ để mưu cầu lợi ích cá nhân, gây mất lòng tin và làm suy yếu tinh thần đoàn kết. Ba là sự khác biệt giữa các thế hệ. Thế hệ người Việt lớn tuổi, từng trải qua chiến tranh, mang trong mình ký ức sâu sắc và niềm tin mạnh mẽ vào phong trào chống cộng. Ngược lại, thế hệ trẻ, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, thường không hiểu hoặc không mặn mà với những giá trị mà thế hệ đi trước theo đuổi. Sự khác biệt này dẫn đến một hố sâu ngăn cách trong cộng đồng, khiến việc tìm kiếm tiếng nói chung trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thứ ba, sự suy thoái và mất niềm tin trong cộng đồng. Thời gian không chỉ làm mờ nhạt đi những mục tiêu ban đầu của phong trào chống cộng, mà còn phơi bày những vết nứt trong nội bộ. Nhiều tổ chức chống cộng hải ngoại dần mất đi sự ủng hộ vì những xung đột nội bộ, sự thiếu minh bạch trong tài chính và cả những hành vi bạo lực giữa các nhóm. Những người từng ủng hộ phong trào giờ đây chỉ còn lại sự thất vọng và hoài nghi. Thứ bốn, bài học từ sự đoàn kết dân tộc. Trong khi phong trào chống cộng hải ngoại rệu rã vì chia rẽ, tại Việt Nam, đất nước đã đạt được những thành tựu đáng kể về kinh tế, xã hội và văn hóa. Dù còn nhiều thách thức, nhưng sự đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân đã giúp Việt Nam vượt qua những khó khăn sau chiến tranh và từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam hiện nay đã giúp cho nhiều người Việt giảm đi tự ti dân tộc. Từ việc chê tổ quốc thì bây giờ một số người được trải nghiệm chất lượng cuộc sống tốt hơn từ đất nước Việt Nam. Từ đó họ đã giảm đi ác cảm đối với đất nước và những người này cũng dễ mở lòng hơn với vấn đề hòa hợp, đoàn kết dân tộc. Chính sự phát triển mạnh mẽ của đất nước Việt Nam hôm nay, cùng với những chính sách đoàn kết dân tộc của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam đã làm cho nhiều người chống đối muốn quay đầu về với quê hương, về với tổ quốc bao dung nhân nghĩa muôn đời. Tương lai nào cho cộng đồng người Việt hải ngoại? Phong trào chống cộng hải ngoại từng là niềm hy vọng của hàng triệu người Việt xa quê. Nhưng những mâu thuẫn, chia rẽ và xung đột đã khiến phong trào này trở thành một bài học chua xót về sự chia rẽ mất đoàn kết. Mà cũng đúng thôi, toàn những kẻ nhân danh chống cộng để lừa bịp những người cả tin góp tiền cho chúng ăn chơi, chứ chúng có chống cái quần què gì. Mà có chống cũng làm qua loa ra vẻ để quay phim chụp ảnh để kêu gọi quyên góp tiếp. Mà nếu chúng có chống cộng cực lực thì cũng đâu có thành được, lấy gì mà chống. Chẳng qua chỉ làm loạn thêm cuộc sống của người dân trong và ngoài nước mà thôi. Tôi kêu gọi mấy hội chống cộng dẹp ngay mấy trò hề đó đi để người dân yên bình làm ăn. Sự lăng xăng của mấy anh chống cộng chỉ như là các show diễn hài mà thôi. Các bạn thân mến, tôi vẫn tin rằng, nơi trái tim mỗi người Việt Nam, dù ở bất cứ đâu, luôn có một tình yêu cháy bỏng dành cho quê hương. Nếu biết vượt qua những khác biệt và cùng hướng về tương lai, cộng đồng người Việt hải ngoại hoàn toàn có thể xây dựng lại sức mạnh và đoàn kết và hướng về quê hương. Nếu bạn đồng cảm với thông điệp của video này, hãy để lại ý kiến trong phần bình luận, chia sẻ video để lan tỏa câu chuyện và bài học này. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Sử Việt Aret để cùng chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá lịch sử và văn hóa Việt Nam nhé! Kênh Sử Việt Aret tin rằng, với sự đồng hành của bạn, chúng ta có thể tạo nên những câu chuyện ý nghĩa, khơi dậy lòng tự hào và niềm tin vào một tương lai đoàn kết hơn cho tất cả người Việt Nam trên toàn thế giới.